Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok luôn, chị người trở lại với kênh channel của Phong Cần TV. Mình là Phong Cần TV, đẹp trai nhất ngoài là hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây. Hello mọi người. Nói đùa thôi, thực sự mình là Jamie đây. Có bạn nào bất ngờ khi xem video này không, đừng quên comment về dưới tôi biết nha. Thì hôm nay Sam sẽ có định đột nhập vào máy tính của Phong, quay clip và đăng lên kênh của Phong cần không mọi người. Đó, một cái quyết định rất là táo bạo luôn. Đó, đây là một cú chon gọi là siêu đỉnh luôn mọi người. Thì hôm nay Phong cần bận, nên là Phong cần gì ta, đi ngủ mất rồi. Hôm nay Phong định không đăng clip, nên chính vì cái cơ hội hiếm hoi đó, Sam sẽ quyết định gọi là đột nhập vào cái máy tính của Phong để quay clip đăng lên kênh của Phong luôn. Đó, quá là độc luôn. Đây là một cái màn cho gọi là xuyên quốc gia, xuyên lục địa và xuyên kênh luôn mọi người. Đó, tôi quyết định mất clip của tôi để đăng clip trên kênh Phong Cần. Đó, mọi đừng quên like video này thật là nhiều nha, ủng hộ nha mọi người. Đó, lâu lâu cho là cho một cú to to chứ đúng không mọi người. Đó, thì hôm nay Sam quyết định là dùng nít của Phong Cần để vào chọn hội chị em. Đó, wow. Chưa, nếu mà tôi có dùng cái nít này nha, tôi có chọn hội chị em thì hội chị em chỉ nghĩ á là Phong Cần gọi là phá phách thôi, chứ không hề nghĩ đó là tôi mọi người ơi. Đó, trời ơi, hay quá. Đó, các bạn nào thấy gọi là cái ý kiến đó có hay không, được quên comment bên dưới tôi biết nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho hội chị em tôi. Trời đất ơi, dùng cái nít Phong Cần tôi cảm giác thoải mái dễ sợ lắm mọi người. Đó, hay trời đất ơi. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho người đầu tiên, đó chính là em gái tôi. Đó, người rất là thân thuộc với tôi. Đó, cho em gái tôi thôi. Đó, cái điều quan trọng là gì mọi người, tại vì mình vẫn đang dùng cái giọng của mình. Đó, giọng Sammy. Bây giờ mình sẽ cố gắng khàn cái giọng lại để tới gặp mọi người. Đó. Rồi, giọng bắt đầu giống Phong Cần không mọi người. Nghe hơi ghê nhưng không sao. Sammy ơi, Sammy. Gì vậy? Hello Sammy. Trời ơi, nãy chưa tôi ngồi tôi đang chọc cười cho ông mưa. À, rồi bố ơi, hôm nay hơi thông cảm nha, hôm nay giọng hơi bị khàn. Ủa, giọng hơi sao hôm nay giọng giống như con gái vậy? Trời ơi, kỳ ghê, giọng người ta bị khàn. Hôm qua xem phim nhiều quá, giọng khàn. Hôm qua xem phim nhiều quá, giọng khàn. Hôm nay Phong Cần qua quán tôi ăn hả? Đúng rồi, hôm qua lâu lắm rồi chưa ủng hộ quán bà, tôi quyết định qua ăn ủng hộ, được không? Ồ, mà khoan. Hôm bữa ông quạch tôi hai cái bánh kem thì ông có chịu trả chưa hả? Thôi đi ạ, không cần ăn mà quạch bánh kem em tôi, trời đất ơi, trời đất ơi, nhục vậy. Thì nói chung là lúc trước thì không có tiền, nhưng lúc này có tiền rồi, bây giờ ăn qua để tí trả tiền nốt luôn. Đó, đúng không? Nói thật không? Thật không? Trời ơi, gì cái mặt này, uy tín không? Uy tín dễ sợ luôn à. Phong kim cương là mong lưỡi Phong sẽ uy tín nha. Rồi, cái mời quý khách ngồi. Đấy. Đây, ngồi đây. Rồi. Ok, xin chào các khách đến với menu quán mèo Simi. Mà quán mèo Simi bán tất cả mọi thứ luôn. Bánh kem, trà sữa, gọi là bánh mì Ý, Pháp, Úc, Australia, Campuchia, tầm lâm lạc, có hết chắc tình. Rồi bây giờ quán bà cái gì đắt nhất mang ra cho tôi. Đó, mắc nhất rồi. Luôn, mang hết. Mắc nhất luôn. Rồi, mắc nhất. Ok, này Phong Cần nói nha, trời ơi. Tôi sẽ nấu mấy ngọt Phong Cần nợ luôn, nợ sạc nghiệp luôn mọi người. Cái nào đắt nhất bà cứ mang ra cho tôi nha. Rồi rồi đắt rồi, mắc nhất càng đắt càng tốt đây. Càng đắt càng tốt, trời ơi, tuyệt vời. Đây, trời ơi, tôi sẽ mang mấy cái thứ mà gọi là ngon nhất của quán tôi cho ông mang luôn. Nó ngon, gọi là ngon mà không hết chỗ chơi luôn. Đây ok, giới thiệu với khách món, à nhầm, món đầu tiên sushi Nhật Bản. Ta truyền thống ăn sushi mọi người ơi, chết. Đấy. Và thứ hai đó chính là trà Dr. Thanh đấy. Đấy, còn bao nhiêu món... tiền hay đắt không? Bao nhiêu tiền đắt không? Đắt nhất tôi mới ăn nha. Không đắt là tôi không ăn đâu nha. Đó. Chết, cái này mới đắt 1/5 thôi à. Ủa, muốn đắt nhất luôn đúng không? Đúng rồi. Đây cái thấy nào? Cái gì vậy? Sushi em cầm không? Đó. Sao nguyên dễ to vậy? Đúng rồi, cái này là món đắt nhất của quán em. Đấy. Rồi, bao xiền. Đấy. Cái này bao xiền. Cái này là gần bằng một cục kim cương, à một gần gọi là bằng gì ta, 30 viên kim cương. 30 viên hả? Trời đất ơi. Rồi có gì quấy mang về mấy chục hộp nha, về nhà cho cá ăn. Đó. Vậy sushi đem về cho cá ăn. Ủa, đây là cá và bông. Ủa sao không đưa cho cá ăn? Tôi giàu mà tôi thích độc là được không? Trời ơi, ok, sẽ có nhưng mà phải có tiền á nha. Trời ơi, quá trời ăn miếng đó. Trời ơi, ăn được đâu, thôi lấy giả vờ lấy. Trời ơi, tôi bị dính cá mọi người ơi. Trời ơi, khổ ghê, tôi không có gì ăn được luôn á. Có đây, cái gì mà ngoài cá không? Có cái gì đắt ngoài cá không? Đó, xin giới thiệu với quý khách
món trứng Nhật Bảo đó. Đây cái này ăn đó. Được nè, cái này tôi ăn được mọi người. Rất là ngon luôn đấy, ăn mời ăn. Trời ơi ngon, trời ơi thích dễ sợ. Ủa cái này ngon ha, còn gì không? Còn cái bánh theo món bánh đâu, món bánh gì đây, bánh tráng miệng đó, tráng miệng nó đắt xíu. Bánh tráng miệng đây đây đây, trời bây giờ Phong Cận thì là người chơi hệ tiền, tôi sẽ chơi gọi là người bán đoán hệ vàng chỗ luôn đấy. Okay. Lâu lâu được ăn trực miễn phí. Phong sẽ trả tiền cho mình. Yeah, vui các mọi người. Để xíu cho khách được cái món này phải phủ miếng trà lên. Để xíu. Nhanh nhanh nha, trời ơi, thời gian là vàng, là bạc, là kim cương của tôi nha. Đây, rồi, gión chát mì, bánh kem phủ vàng. Đây, súp phủ vàng luôn. Đó. Vàng, trời ơi, chú vừa ăn nha, thôi ăn thử. Thôi ăn thử miếng nha. Trời ơi, ăn mà thấy dầu dễ sợ luôn, ăn mà cảm giác dầu cỏ dễ sợ luôn. Đây là cái gì? Súp vàng miso đấy. Súp mà súp vàng. Trời ơi, đúng dầu rồi. Quá. Trời ơi, mình phải chơi hệ tiền, hệ tiền ngon dễ sợ, rất là đồ ăn cho người giàu. Thôi, nói chung là cái này cũng chưa đủ đô lắm. Thôi bà vào nhà bà tìm cái món nào mà gì tên cái gì mà mạc kim cương tôi ăn đi đó. Mạc kim cương hả? À? Ở vô nhà tìm thử đi. Đợi xíu, có mà vàng kim cương liền đó là mấy trái quýt tôi để đấy cho cái khách ăn tạm á. Rồi vô nhà tìm đi đó nha. Đây. Rồi bây giờ tôi sẽ ăn sập tiệm của Sim xong tôi đi chạy mọi người ơi. Nhanh xem nào. Này đập đi đó, đập tôi lấy đồ, tôi lấy đồ đó, lấy sạch đó. Cái này ăn chứ ai lấy chi đó, lại coi có nước. Ôi ngon dễ sợ, uống trà. Rồi có gì không ta, có gì không, cái này ăn được, ăn được luôn. Rồi honey, lấy honey. Nhìn đây, nước ép táo, lấy nước ép táo. Đó, rồi sạch luôn. Rồi xong, sạch banh rồi mọi người. Từ từ phải tìm chỗ trốn đã. Rồi giờ, lấy sạch. Từ đại sứ Phong Cận, trời ơi món kim cương khó quá, trời ơi. Rồi xong rồi, để xem coi gì. Sốc luôn mọi người. Ủa 1, 2, 3, 4, 5 bây giờ còn đúng 3 cái gì á vậy? Cái gì cày vậy? Ủa? Phong ơi! Ông đâu rồi? Tôi đem bánh cho ông chị. Khoan, tôi sẽ xin bánh gì? Đừng nói là Phong ăn quá cha. Chị ơi! Phong Cận tới chứ! Ông đứng lại cho tôi. Trời ơi, ông gan quá ha. Dám ăn quịch rồi mà còn ăn hết quá không bên đó. Trời ơi, ông ăn hai cái gì của tôi luôn hả ông nội này? Trời ơi, rất là tức ghê á. Phong Cận đâu rồi? Mới người ta Phong Cận ăn nhà tôi, mọi người ơi, mọi người ơi. Trời ơi, vui dễ sợ hà. Trời ơi, được ăn đồ ngon, đồ giàu mà còn không được túc tì á mọi người. Kiểu này mà mai chắc Phong Cận sẽ bị Simi đánh tay lia tay lưa luôn mọi người, mà không biết lý do tại sao. Thôi bây giờ đi cho tiếp mọi người. Có một ngày là nguyên một ngày này ông Phong đi ngủ, tôi cho cái đã đời mọi người đó. Mọi người đừng quên like video này thật mạnh nha. Nếu video này nhiều like xong sẽ cố gắng gọi là gì ta, đột nhập nhiều hơn nữa. Đó, nhớ nha. Rồi, người coi dài cái tiếp theo thôi để xem nào. Nhà Sim xong rồi. Thôi hôm nay tôi có định cho hội cho em mọi người đó. Sẵn Sim thì thôi cho qua Camu luôn. Ok, rồi, coi nhà em Mui, coi Camu có gì không nè. Để coi bà Mui làm gì vậy. Hình như bà Mui đang đứng ngoài cửa sổ á. Ok, may quá, Mui đứng ngoài cửa sổ chứ gì. Tôi coi tôi chơi luôn. Này, chỉnh giọng này. Trời ơi, lúc đó mày lộ giọng gái mọi người ơi. Trời ơi, tinh toàn. Đó, trời lộ luôn. Đặt cái, lấy cái rượu lại. Đó, cất cái rượu lại. Đó, đem ít bánh trái qua. Đây, đem ít bánh trái qua. Dạ vờ mời Mui. Đó. Đặng, ủa chưa? Gì vậy? Ơ, có người gọi hả? Ai hả? Ơ sao, ủa sao mà hả? Đây. Hello chị Mui, hello. Ủa Phong hả? Ủa sao em lại qua đây làm gì á? Hôm nay thì em qua nhà chị, em có chút chuyện cần nói. Đây, vô nhà cho em vô nhà được không? Không, bạn ơi, con trai, con đứa, con gái và con trai phải nói chuyện bên ngoài, không vào trong nhà. Bạn có việc gì nói luôn. Đây, em có ít bánh mời, muốn gì? Bánh táo, mời chị ăn. Ủa, có hả? Có, hay có chuyện. Phong, bình thường sẽ không bao giờ cho đồ chị, mà một khi đã cho chắc chắn nhờ vả gì, nhờ gì nói luôn. Không, trời ơi, em có nhờ gì đâu chị, hiểu không? Em là một người rất là tốt bụng, chi nhờ chị. Em chỉ muốn gọi là báo tin tốt cho chị thôi. Chứ ai mà nhờ. Tin tốt hả? Dạ. Ủa, tin gì? Đây, tin này quan trọng lắm chị. Em thân chị, em mới nói chị nghe thôi, biết sao không? Nói con. Là chị biết cái gọi là cái gì ta, cái hang mai tụi mình hay mai không, cái hang mai mà hội gì là hero team hay mai á, biết không? Biết. Cái chỗ đó em mới phát hiện ra có một kỳ tam, một cái khu là kim cương. Có một cái khu. Ủa sao chị biết vậy? Ê,
thì đi mai ngoài kim cương ra làm gì còn gì đâu. Nhưng mà ở chỗ nào, quan trọng là ở chỗ nào. Có cái khu mai của mình á, sáng em kiểm tra nha, có một khu kim cương ở cái đáy, ở cái đáy hang chị ơi. Đó, bây đáy giờ hang hả? Đúng rồi, chị vào cái đáy hang đó nha. Một rừng kim cương luôn, em mới phát hiện sáng nay. Mới một rừng luôn à? Đúng thế rồi. Thì đi đi ở khoảng bánh táo này thì thôi cứ từ từ để cất đã, để cất đã, để cất đã, để cất đã. Thôi bây giờ em á, bây giờ nha, em canh nhà chị cho đi, chị cứ đi đi. Thì đi lào xong á, đó về chị chi cho em nữa. Bây giờ em bực em không đi được. Đó. Một em nửa cơ, nhưng mà chị là người đào chính mà 73 không nói nhiều, chị 73. Trời thoải mái, nói chung là em chứ muốn thông báo gì tại vì, tại vì em biết là chị là một người mai rất là gì đã sành, rất là sành, gọi là gì đó, rất là sành mai hiểu không? Đó chị là một người mai rất chuyên nghiệp, em tin tưởng chị. Đó. Được không? Ok, bây giờ chị đi nha. Em đừng đi cẩn thận, từ từ để chị lấy gì ta, lấy dương ra từ 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 đó. Đây đây đây. Ok, lấy đào đi. Đào lẹ lẹ đi, đào lẹ lẹ đi. Đó có ai dành rồi. Em đi trong nhà nha. Đúng đó, em đi, em uy tín mà chị. Thôi đi. Đồ gì là đen nha. Ok luôn, mất đồ gì đen cục kim cương. Được chưa? Ok 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 ok. Để có bất đồ gì tiêu vong để cho tôi có đề gì đâu rồi, nên đất phong cần bạn. Rồi, thành công dụ cá mui khỏi nhà. Rồi, bây giờ tôi qua nhà cá mui tôi để xem nè. Chà, chon Simmy rồi, bây giờ mình phải chon khác khác. Bây giờ qua nhà mui mà lấy sạch đầu thì bình thường, không có gì để nói đúng không mọi người. Bây giờ qua phải chân chon cho nó ác ác qua để xem nè, cái nhà có gì không, từ từ. Nhà màu xanh nè, nhiều thứ xanh quá, nhìn hơi chói mắt mọi người. Màu xanh nè, à được rồi, nhà có mua đặt màu xanh gì đó chói mắt rồi, nên tôi quyết định là đổi màu của nhà của mà mua luôn. Tôi bây giờ tôi sẽ đổi cái màu nhà từ màu xanh, tôi đổi màu này cho nó chói nhà, từ từ để xem nè. Ok, bây giờ Sam sẽ đổi thành màu vàng chói luôn đó. Bây giờ nhà đã xanh chói, bây giờ cho thành màu vàng mọi người, được không? Ok rồi, bây giờ tôi sẽ đổi cái màu nhà mà mua là từ từ đó. Ok, bây giờ chúng ta cùng gọi là cho đổi màu nhà của cái mua thế nào. Let's go. Rồi bây giờ tôi đã lấy được cái lắc màu vàng mọi người. Bây giờ chúng ta cùng đập nhà và xây lại thôi. Hơi cực khổ nhưng mà không sao. Hôm nay cho anh đầu tư tí mọi người ơi. Lâu lâu qua rất phong cận mà bây giờ tôi phải quay thật là đầu tư đó. Để mấy bạn xem thật là nhiều để tôi có cớ đó mọi người. Chứ giờ video này mà thấp view cái nha. Trời ơi, Phong gọi là gì ta, ông sẽ không bao giờ cho tôi đột nhập đâu. Nói chung là ví dụ video này nha mà gì ta được nhiều view á thì Phong cực sẽ không la tôi đó. Dù tôi cái đột nhập đó chỉ là hơi tốt tiền, với là hơi bị hội chém đánh bầm dập thôi, chắc không xa đâu vậy. Kiểu này là Phong cực bị hội chém đánh bầm dập luôn, không thấy mặt trời luôn đó chứ sao. Thôi bây giờ mình ngồi mình view nha mọi người. Nè trời, cực khổ quá trời luôn. Trời ơi, tính nói cho anh cũng mệt chứ bộ, đâu có sướng gì đâu. Bây giờ ngồi đập đi xây lại cái ngôi nhà mà cái mui luôn đó. Trời đất ơi, trời quá khổ. Thôi bây giờ ngồi đập nha mọi người, đợi trong giây lát nha mọi người. One eternity later. Rồi mọi người ơi, mình đã hoàn thành xong ngôi nhà màu vàng siêu chói lóa cho bà mui. Trời đất ơi, thề luôn, bê muốn gục cái tay luôn mọi người ơi, muốn mục luôn á. Trời đất ơi, khổ dễ sợ hà. Đây đổi sạch luôn nha mọi người. Đó, ở dưới tầng là coi trên tầng có gì lỗi không để xem, check qua có đủ không. Đó ok, cái nhà này là gì ta, auto thành màu vàng mà tuy có mấy cái màu xanh thôi, kệ không sao, không đáng kể đó. Thì trời đất ơi, tôi thề bà mui, bà về bà mui phát hiện ra ngôi nhà màu xanh yêu quý của bà mui mà bị đổi màu này nha. Trời đất, bà điên mà khùng lên luôn, bà điên mà không bị giết người luôn mọi người. Đó bây giờ mình ngồi đợi mui luôn đó, thách thức luôn đó. Bây giờ mình ngồi đợi không trốn nữa. Simmy thì tôi trốn cho nó vui vui chứ gặp bà mui tôi muốn chặt bà mui lắm mọi người. Đó đứng đây rồi đợi. Quái lạ, làm gì có kim cương ở đâu không nhớ thế nhở. Đâu rồi Phong ơi, hello chị, hello em ơi, canh nhà chị xong á. Đó thì em thấy á, thì cái nhà chị màu xanh nó hơi quê mùa, nó hơi mất trend quá, nên em có định đổi nhà sang màu vàng cho đẹp chị. Đó thì thấy thì sao mà nói chung là nó cũng hơi giống em, nhà em ơi. Em nhìn sang bên này xem đây có phải nhà vì đâu hay chị mắt hoa, mắt có vấn đề em ơi. Nói chung là em thấy nhà này cũng đẹp chị không, nhà giờ em thấy cũng hơi sang. Em có định là làm cho nhà chị màu vàng, lo hai nhà đối nhau á chị. Đó alo chị... nhưng mà nó là nhà của chị. Chứ mà em thấy nó đẹp vậy không sao chị ơi. Của chị à, đã dừng thế còn kim cương đâu, kim cương ở chỗ nào? Kim cương à? Ủa thì nói chung là em nghĩ là do chị ta hơi muộn nên chắc người ta đào hết rồi thôi. Thì cái gì mà đào hết vậy thì thì ra Việt sai em đúng không? Việt sai em sang cướp nhà của chị đúng không? Đúng rồi chị ơi, đúng rồi. Thật sự là em là một người rất là gì ta, rất là vô tội. Dịch đã nhờ em vì ông thông đồng. Dịch nói là gì ta, dịch nói là dịch muốn biến nhà chị thành màu gì ta, màu vàng để gì ta, để gì ta chị ở Vật Thành gì ta thành màu nhà giống nhau đó. Không, em nghĩ là đúng không? Cái nhà của tôi như thế này, màu xanh đẹp đẽ như thế mà dám đổi sang màu vàng đầu tiên. Không nói từ ban đầu, nếu mà em nói với chị á thì chị đã chôn ngược lại được vịt đâu. Nhưng mà em lại không nói câu nào hả? Dạ thôi, gọi là bắt vịt đấy đã. Vịt đâu ơi?
Bị đau. Trời ơi trời. Tự nhiên tôi cho nó xong, tự nhiên bây giờ Phong cận, bây giờ còn lôi qua ông dịch nó. Trời đất ơi, tôi bắt đầu sợ sợ mọi người. Không biết tôi bị gì không. Mau không bị chết mọi người, đừng có bắt léo nha mọi người. Đừng có qua công mình là cho tôi nha. Cứ bí mật đi, coi như là hôm nay là một clip gì đó. Ở đây đừng đừng liên quan đến sao được mọi người. Trời ơi sợ quá trời luôn. Rồi bây giờ còn nhà Mimi thôi đúng không ta? Chọn cho hết luôn chứ chọn nữa nữa về với này là chọn không có hợp lý. Mình là một người chọn rất là chân chính, mình quyết định chọn hết hội chị em. Đó. Bây giờ Mimi làm gì ta? Chà. Bây giờ á, mợ Sim á thì là gì ta? Ăn sạch đồ ăn rồi nè. Mui á thì chọn nguyên căn nhà rồi. Thôi bây giờ mình qua nhà Mimi, mình thấy cái gì quý báu mình lấy đi mọi người. Đó, cái gì mình gọi là mình ăn cướp ăn trộm gì cũng biết luôn. Nói chung là mình chỉ chọn thôi chứ mình không có gì ghê gớm lắm. Từ từ để xem. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em mà có thấy gì không? Mimi đang cười. Ê! Mimi! Bay 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 bay. Trời, con heo gì mà ghê vậy? À, con heo này à. Được. À, hello Mimi. Hello Mimi. Hello. Hôm nay là khỏe không? Hôm nay tôi rảnh á, tôi qua tôi gặp bà. Đó, nói chung là cũng là gì ta, bà cũng là hàng xóm của gì ta Sammy. Đó nên tôi qua tôi thăm bà luôn. Phong làm gì vậy? Giờ làm gì ta? Hôm nay tôi đi bộ tập thể dục cho nó khỏe người. Bà thấy hôm nay tôi 6 mũi không? Mà có thấy gì đâu ta. Nói chung là hôm nay tôi đã tập thể dục. Đó, thì sẵn qua thăm bà luôn. Bây giờ nói sao để Mimi vào trong nhà ta? Bà mời bà tôi vào nhà chơi hả? Nói chung là nhà bà. Nhà bà cũng đẹp á. Đẹp quá trời luôn. Rồi câu cách rồi. Cỡ cách rồi. Mimi ơi, tự nhiên tôi thấy đói bụng quá. Bây giờ Mimi nấu gì tôi ăn được không? Bữa nay sáng giờ á, sao Mimi không ăn cho tôi ăn? Bây giờ là tôi cảm giác là người ta rất là thèm đồ ăn, nên là bây giờ bà nấu cho tôi ăn gì được không? Sushi á? Trời ơi, sáng giờ toàn sushi không vậy, em có gì ăn được cái gì ăn? Nói chung là bà có gì khác không? Hôm nay bà đút cơm tôi ăn đi, cho tôi ăn sushi sáng giờ rồi. Hơi ớn thôi bà, tôi đợi được mà, tôi đợi được. Ok, cảm ơn nha. Rồi, nấu lâu lâu tí nha Mimi, lâu xíu nha. Hình như mình nghĩ thứ quý giá cho Mimi là con heo này mọi người ơi. Nếu bây giờ mình mà đem giấu con heo này thì sao ta? Heo. Hả? Heo. Trời ơi, nói heo cái đó ngước đầu nhìn mình luôn à. Con heo này thông minh nha. Bây giờ mình để mình thử qua mình cười con heo được không? Để qua. Ui trời. Đây. Ui đất ơi. Con heo gì mà kỳ vậy? Cái nó chạy nhanh như flash luôn mọi người ơi. Trời đất ơi, gì dữ thần vậy ta? Ôi là trời, ghê nha. Mình là nghĩ là con heo này con heo quỷ mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ dắt nó đi đào chỗ đó để mình giấu, chứ con này mình không biết có bắt được không mọi người. Bây giờ để mình thử mình vậy, mình leo lên con heo này mà thử ngồi đi qua con heo này có gì đặc biệt nha mọi người. Rồi đây tôi lấy cần câu mọi người ơi. Đó thấy chưa, nhưng mà con heo nó đâu rồi. Trời ơi, con heo này hơi bị nhanh nha, vậy tôi phải cẩn thận. Bình tĩnh nha heo, bình tĩnh nha, cho chị cưỡi lên nha cưng. Lên. Wow. Sao mày nhanh vậy? Trời ơi, trời ơi, con heo này nó phì lát dễ sợ mọi người ơi. Bình tĩnh con, bây giờ ta sẽ dẫn con vào nhà ta nha. Rồi bình tĩnh, mình đừng có gây. Heo ơi, vô nhà. Ui, trời ơi. Heo ơi, đừng có. Heo rồi. Heo ơi, rồi bình tĩnh nha, từ con heo này nó ngu như con mực đóng cửa mọi người. Trời ơi, con này nó là con người ấy. Con này là con gì mọi người? Con này không phải là con heo. Sao nó nhanh vậy? Trời ơi, con này hèn gì. Gọi là gì ta, Mimi là nâng chân gọi là hứng mà. Trời đất ơi, nhìn nó đi kìa. Trời ơi, em mày phải quỷ không? Sao mày chạy nhanh dữ vậy? Trời đất ơi, tao nghĩ mày còn nhanh hơn sâu nít luôn á. Trời ơi, con nó đi kìa. Trời ơi, ai thứ này ai mà chịu nổi trời. Thôi thôi, đợi mày đứng trong này mày ăn gì ăn nha. Thôi tao giấu mày á. Trời đất ơi, hổ ghê à, con heo nó đáng sợ quá mọi người. Thôi tí mình cho mình ăn ít bánh nè. Đó, mày ăn bánh kem nè, cho mày ăn nè. Ăn đi, mệt quá trời luôn. Thôi bây giờ mình giấu con rồi, làm con heo của Mimi rồi. Thì bây giờ mình làm sao ta? Bây giờ mình vào mình ngồi ở nhà đó đợi thôi. Đó, nói chung là để xem coi phản ứng của Mimi sao. Đó, trời đất ơi, Mimi mà biết con heo mình mất nha. Trời đất ơi, chắc là ghê gớm lắm mọi người ơi. Bây giờ mình ngồi đợi nhưng không có gì xảy ra nha. Không biết giết nha, đó không biết giết nha. Mở cửa ra. Đó, rồi ok, vô nhà, đợi. Bây giờ mình đói nha mọi người. Mimi ơi, đói quá trời luôn. Mimi ơi, đói quá. Đói dễ sợ, tuy hơi no nhưng mà vẫn nói đói. Đói quá. Mimi chạt. Mimi ơi, trời, giọng hơi con gái mọi người. Mimi, trời đói quá. Bà có gì cho tôi ăn nha? Trời ơi, có tô súp hả? Ê, tỉnh ra bà cũng dễ thương dữ ha. Nhà có bà mà để dưới đất mà chi vậy? Trời ơi, dễ thương quá trời luôn.
À, bàn không để được hả? Hay sao vậy? Trời đất, à đây bằng khách hả? À hiểu rồi, lần sau bà xây cái nhà khách à, bằng bằng đồ ăn nha, cho bà để dưới đất nó ăn hơi khó. Ok, thông cảm. À tôi thông cảm được. Trời ơi. Thôi trời ơi, ngon quá. Cảm ơn Mimi nha. Lâu lâu được Mimi nấu ăn. Trời ơi, vì ta tốt bụng dễ sợ. Rồi thôi, tôi về nha. Thôi về nha, bye bye. Lần sau có gì rảnh tôi qua chơi nha. Bye bye. Rồi, mở cái cửa. Thôi, bye bye Mimi nha. Bye bye. Rồi sao rồi đâu, Bibi đang đi tìm, đi tìm con heo. Ê bây giờ tôi nói hơi, bây giờ Bibi đi tìm con heo làm sao Bibi kêu tiếng ta. Ví dụ mà mình đi tìm con một mình sẽ kiểu gì, kiểu cam ơi, cam ơi, mà Bibi kiểu này sao kêu ta. Ôi trời, ôi Bibi, Bibi sao mà khóc vậy, sao vậy, sao vậy, sao vậy, ủa sao khóc, sao khóc. Ôi ôi tội quá, heo của tôi nó đi lạc hả hay sao? Tôi mới thấy, tự nhiên tôi thấy đàn heo đi đâu á. Trời đất ơi, có khi nào nó chạy không? Không biết hả? Bây giờ để tôi đi tìm giúp bà nha. Để tôi giúp bà nha. À, heo ơi, heo đâu rồi, heo, heo ơi đâu rồi, heo ơi. Trời ơi, giờ sao đây? Tôi nghĩ bây giờ bà đi dán poster đi tìm heo đi. Trời đất. Nani? Ủa? Cái gì kỳ vậy? Ủa, bây giờ con heo đó là sao? Ủa bà? Sao? Sao? Ờ, hả? Là bà có nhiều heo lắm mà. À, vậy thôi. À, vậy thôi tôi về cho bà tìm được con heo rồi. Mừng quá. Thôi cảm ơn nha. À, bye 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 bye. Trời đất là trời, vậy là sao mọi người? Trời ơi, nhà bà có cả trứng heo luôn mọi người ơi. Trời đất ơi, mất con heo mà dùng con heo mới. Trời đất ơi, nghiệp này là ok. Thì theo những cái quả mình nhận được là mình chọn được hai người kia, còn Mimi thì mình nghĩ là một cái đẳng cấp rất mới mọi người ơi, mất heo lấy heo mới xài đó. Thì mình nghĩ đẳng cấp này mình không làm được. Nên thôi. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ là video chọn của mình ngang này thôi, chứ mình quá là mệt mỏi mọi người đó. Mình nghĩ video này quá là mệt mỏi, quá nhiều sự tức giận cho video này. Ok. Thì cảm ơn đã xem hết này. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like nhẹ video này nha. Nếu các bạn like video này mà tầm 10k like, gọi là gần 20k like đi, thôi cho 200 cho lớn đi. Bạn nào mà like video được tầm 20k like, mình sẽ làm nhiều phần cho tiếp theo nếu bạn thích cho mọi người. Ok, thì mọi người ở clip sau hẹn gặp lại. Bye bye.